điều gì làm cho anime Attack on Titan trở thành một siêu phẩm? Attack on Titan là series manga được viết và minh họa bởi Hajime Isayama, về một thế giới nơi mà nhân loại phải đối mặt với Titan, những kẻ khổng lồ muốn ăn thịt loài người. Eren là bên trong câu chuyện, với mong ước lớn nhất là tiêu diệt hết tất cả Titan, một motif và dẫn đầu câu chuyện thường thấy ở các bộ anime shonen. Trong 3 mùa và phần đầu của mùa 4 vừa qua, phim đã gây ấn tượng mạnh cho người xem, gây sốt trong cả cộng đồng anime và manga. Điều gì làm cho Attack on Titan trở nên đặc biệt như thế, làm cho Attack on Titan trở thành một trong những bộ anime làm người ta phải nhắc đến khi nói về thể loại shonen? Điều đầu tiên và quan trọng nhất khiến bộ anime Attack on Titan tốt như vậy là nhờ vào cách nó luôn bám với nguyên tác và chất liệu hình ảnh như trong truyện. Bộ truyện tranh gốc của Hajime Isayama đã hoàn hảo về mọi mặt, sẵn có khi mà anime có một kịch bản hay thì nó đã là một lợi thế. Nhờ sự đón nhận sớm từ độc giả, không cần phải mất nhiều thời gian để bổ sung hoặc sửa đổi câu chuyện, cốt truyện được viết rất hay và được lên kế hoạch rõ ràng, có phần mở đầu, phần giữa và phần kết thúc cho mỗi câu chuyện. Mỗi phân cảnh đều có mục đích của nó và anime hầu như không có bất kỳ tình tiết bổ sung nào, hầu như không có phân đoạn nào để chúng ta cảm thấy buồn chán. Thế giới và diễn biến của câu chuyện dồn dập nên khiến cho người xem phải luôn tò mò về tập tiếp theo và đưa ra hàng loạt giả thuyết về kết thúc của câu chuyện. Attack on Titan là một luồng gió mới trong thể loại shonen cũ kỹ. Nó đem lại nhiều điều bất ngờ hơn những gì chúng ta mong đợi ban đầu. Khi mới đầu xem chuyện, chúng ta thường nghĩ rằng nó quá dễ để dự đoán được như ở bao anime shonen khác. Đó là một điều hoàn toàn sai lầm khi xem Attack on Titan, vì đây là một bộ truyện với những phân khúc plot twist diễn ra cực kỳ nhiều, khó lòng mà đoán trước, làm nó trở nên vô cùng xuất sắc, bất ngờ cho độc giả. Ngoài cách kể chuyện hoàn hảo, Attack on Titan còn xây dựng hàng ngũ nhân vật vô cùng sáng tạo và đa dạng. Bình thường tác giả sẽ cho các nhân vật phụ để rẽ ra những nhánh thành cốt truyện phụ trong mạch truyện chính, nhưng đối với Attack on Titan, các nhân vật phụ được đưa vào đều có sự chuẩn bị kỹ càng và tính toán để nâng cao cốt truyện ở phía sau. Mỗi nhân vật phụ đều nắm giữ vai trò gì đó trong sự kiện chính của bộ truyện, không phải thêm một nhân vật mới nào đó rồi lãng quên. Attack on Titan cũng không ngại hy sinh các nhân vật của mình, bất kể họ đứng ở đâu trong hệ thống phân cấp nhân vật đó, không quan trọng là chính hay phụ. Điều này làm cho chương trình trở nên thú vị hơn để xem và khó dự đoán. Bên cạnh tất cả những điều này, anime Attack on Titan là một kiệt tác hình ảnh, từ cách các nhân vật được thiết kế đến chất lượng hoạt hình, mọi thứ đều hoàn hảo, mỗi cảnh quay đều được chăm chút hết sức, đặc biệt là những cảnh hành động. Chúng ta không ngừng bị ấn tượng bởi cách mà bộ truyện này thu hút bạn vào thế giới của nó thông qua hình ảnh xuất sắc của nó. Anime cũng đi kèm với một số OST tuyệt vời nhất, mang cảm giác gây nghiện mỗi lần nghe. Mặc dù có sự thay đổi về sườn phim trong mùa mới, nhưng đối với người xem thì MAPPA đã làm khá tốt nhiệm vụ của mình, mặc dù vẫn còn vài chi tiết nhỏ không được lòng fan. Nhìn chung, Attack on Titan là một trong những anime tuyệt vời, nó đáp ứng được kỳ vọng của người xem và sẽ tiếp tục cho chúng ta nhiều trải nghiệm và bất ngờ hơn những gì mà chúng ta mong đợi. Mùa thứ tư phần thứ hai sắp tới cũng sẽ là mùa cuối cùng, người xem sẽ được tận mắt chứng kiến rung chấn sự kiện mấu chốt cũng như là kết thúc sắp tới cho Attack on Titan. Dự định là những khung cảnh hoành tráng và hành động đẹp mắt với sự hội ngộ và chiến đấu của tất cả các Titan.